Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày mới luôn luôn tươi trẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt chuẩn bị xuống dưới nhà em Po cô bác nhá. Đấy, cũng lâu lâu rồi anh em chưa vào đây. Trước thì vào đây thì em cũng bảo là định đi làm, nhưng mà không biết là em hiện tại đã đi chưa ấy. Thì hôm nay thì anh em tiếp tục vào đây để xem là em Po đã đi làm chưa và mọi việc đã thu xếp như thế nào cô bác nhá. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng có một cái phần quà rất là lớn của các cô các bác chưa có gửi cho gia đình em Po đây. Hôm nay vào thì Xuân Thiệu tiếp tục chi cái số tiền của các cô trước có gửi cho gia đình em Po cô bác nhá. Đấy, cái phần quà này là của cô Biên Trần ở nhóm thiện nguyện Beckham London. Đấy, trước cô cũng có gửi tổng cho là 1 triệu ấy, và Xuân Thiệu cũng đã chi đi là 500 nghìn rồi, và còn dư lại 500 nghìn nữa thì hôm nay Xuân Thiệu tiếp tục chi nốt cái số tiền của các cô nhá. Thì hôm nay cũng mua gạo và một túm thịt và ít đồ nhu yếu phẩm để vào cho các cháu, và cũng có một cái thùng quà nữa. Cái thùng quà này là của cô Minh Kiều ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đó, cứ gửi cho ba bố con em Po ở trong này thì không biết là những cái món quà gì, tí nữa xuống sẽ trao cho gia đình thì sẽ khui ra cho mọi người cùng biết sau nhé cô bác. Qua đây thì Xuân Thiệu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cô Biên Trần ở nhóm thiện nguyện Beckham London. Các cô đã có những cái tâm lòng yêu thương đến gọi là ba bố con của em Po, gửi về những cái khoản tiền hỗ trợ rất là lớn để giúp gia đình có được cái phần nào ít lương thực và ít gọi là đồ ăn cho các cháu. Và có cô Kiều nữa cũng gửi những cái đồ gọi là những cái món quà rất là ý nghĩa cô bác nhá. Cũng xin được trân trọng cảm ơn các cô rất nhiều, và xin được chúc tất cả các cô luôn luôn thật nhiều sức khỏe và gia đình an lành hạnh phúc cô bác nhé. Và bây giờ thì mời cô bác cùng theo Xuân Thiệu xuống phía dưới nhà em Po để xem cái tình hình cụ thể nó như thế nào cô bác nhé. Cái này khả năng là hơi nhiều đấy, không lấy được hết đâu. Không biết là đây mấy đứa đây làm cái gì đây hả? Phơi gì lúc cái đấy để ngã vào người à lữ? Ồ, về bác xem nào, sao lại mặt lại sức sẩu thế này rồi? Đánh nhau hay làm gì đây? Đây này lại sức ở đây rồi. Ui rồi, này tướng này mai mốt là chắc là làm đầu sỏ ấy, khu vực này rồi. Mặt lúc nào cũng có sức sẩu thế này. Đấy, các con đây này. Cái gì nhỉ? Dinh. Bố có nhà không? Thì phải nhà trẻ đó. Nhà hả? Có. Có á. Thế thì về gọi bố lên trên này để bác hậu bác lấy cái này về nhé. Một hôm thì tôi thò cư bó thùng. Đi chạy nhanh vào nhá. Kia. Các cháu đấy, không biết là nhà ông có ai ở nhà không nhỉ? Thì vào xem cái. Không biết. Lâu lâu không vào đây rồi. Hình như là không thấy ai ở nhà hay sao? Không thấy ai ở nhà rồi. Có bà hay là ai kia đây? Dạ. Dạ xin mua té là mới chị à? Thế đây. Mua té á? Ông không ở nhà, ông là nước, còn bà vẫn ở trong nhà. Bà ở trong nhà. Có mấy người ở trong nhà kia? Có. Thế bố đâu, bố không lên à? Xin đi. Bảo là bố không thấy đi đâu rồi. Không thấy đi đâu à? Ồ. Đi gọi bố xem nào. Một hố xin đó. Thế thì. Thế Dình hôm nay không đi học ư? Không thì, ớ chỉ cần nào là tôi. Hả? Sổ á? Không thì thứ trời. Không thì mày. Thứ bảy á? Hôm nay thứ bảy là các cháu được nghỉ. Thứ bảy các cháu được nghỉ à? Vâng. Đây, lão út ở đây rồi. Đây này, cái gì mặt này lại lên cái gì rồi sao đây? Đấy bác xem nào. Dạ. Ồ, lên những cái mụn đỏ này là mụn gì rồi? Đây này. Đúng rồi. Lại ngứa hay sao đây này? Bị ngứa hay sao ấy? Ồ. Thế đau hay ngứa? Kachika. Đây này, cả miệng đến đây này, không biết là ăn cái gì hay sao ấy. Chưa biết nói. Đấy, còn lão này là lão tướng nhất nhà đây. Từ nay chắc là lại cả cái khóm này. Mặt chả ai có sức sầu cả. Thế nhưng mà mỗi mình toàn sẹo là sẹo thôi. Rất là nghịch luôn. Đi tìm bố xem nào. Kia. Lưng tha lưng thân đi đâu về đây? Mua gì rồi? Hả? Mua gì rồi? Ô tế rồi. Đi làm nương về. Xin chào. Hả? Đi làm nương về hả? Tôi đi cho tôi nói cái bắt xong. Đi về ra kia hộ anh lấy cái món đồ này về nhà đã. Thanh niên thế đi làm quả nương hay làm gì?
à mùa đó tên là mùa thọc cử nè. Thọc cử à, đi vu ngô lên về ngô à? À bây giờ thì ở bẩm thế này là vu được đấy nhỉ. Cứ xá luôn. Đấy, lấy thùng đồ hay là bao gạo? Nó sẽ xì được. Xì xì. Ai da, đấy, phải ghê nhỉ. Cái này khả năng cũng đi bốc vác được đấy. Cái này đi bốc vác tốt. Ơ bằng ngắt à? Tả? À, phở, có sách được không? Đi, ngay khỏi đi à? Con cũng thích sách một túi. Con cũng thịt nhau đây này. Con để cho rừng. Ê, đứng đàn, mang con đi. Đấy. À, thế đây cho em Lử cầm túi thịt. Vâng. Đấy, còn đại ca kia là cõng em rồi kìa. Hôm qua ở đây trời mưa không? Hôm qua ở trong này cũng mưa một ít thôi anh ạ. Mưa ít đó. Vâng. À. Mưa nhỏ lắm. Gió này lạnh lạnh rồi. Chăm mà hay luôn. Nhà em Po này thì chắc cũng được chị Phương hỗ trợ cho cặp dê. Đó, hiện tại thì cũng gọi là đang chăm sóc, nhưng mà em Po này có vẻ là để mà chăn nuôi thì chắc là chưa có kinh nghiệm mấy. Khả năng là phải cho đi học hỏi kinh nghiệm nhiều nhà khác mới được. À, cho nó bố à. Thế đi làm như thế để lấy cái gì cho con dê chưa? À mua để phụ ta mua chỉ là chín nó để rót là chín nó à đã là cho dê ăn nhỉ hả đấy bố này nhá mà là vừa mới bắn cái rau cho dê ăn bắn rau cho dê ra ô đây, lấy cái kia nó ra ngoài chứ sao lại để lấy vào trong chuồng thế. Ôi dồi ôi, ông Pò này ông lần trước đã bảo thế rồi mà lấy nó hẳn ra ngoài đi, lấy vào trong này nó dẫm vào như thế làm gì mà nó ăn cho ăn được. Không nhỉ, cho dê giờ này chỉ chung tin thôi. Để nó ở ngoài thôi, đừng để nó vào cho, để cho nó thò đầu cho nó ăn chứ. Khi ó tụi ít tụi chán thì có. Lấy cái cây về gác vào đây xong rồi đặt ra ngoài luôn đi. Đây nhé, mình cho nó cái ta. Ông mua ở đâu phải đâu. Đi lấy một cái cây vào đây, lấy vào thế này nó ăn, nó toàn dẫm vào, nó có ăn đâu mà. Dạ, thôi à, cho đi. À, thế cái này có núi hay có cắt ở đây? Chứ này rót về trong nó. Cái này là cỏ núi anh ạ. Cỏ núi lấy cái cây, những cái cây trước nó ăn đây này, lấy về để mà băm nó ra, lấy về trộn vào cùng đi. Còn như thế này nó có lên được nữa đâu mà, đây này nó có kiểu như là cụt qua cái ngọn rồi ấy. Ngay lấy cái cây về gác vào đây, lấy cái kia ra ngoài cho nó. Ý là cho, mới để, ở đây cái chỉ trong, mới để, mới cho thì lấy khảo không đi. Trước đã bảo là để nó ra ngoài, lại còn đút vào trong làm cái gì không biết. Này còn lớn ngớ lắm ông này. À, cho nhanh nhanh đi. À đấy. Cho nhanh đi kìa. Ở chảy ra sao thế à? Xem nó vào, thế đi đâu lấy được cây như to thế? Ờ, kia bẻ trống nó rồi. Ơ? Một... À, bảo là hộ chặt hai cái cây to này là anh Paul đi xì cái cành về. À. Đấy, đặt như thế này. Đặt nó ra ngoài để nó khỏi dẫm vào, nó dẫm vào xong rồi nó lại ỉa, nó lại đái vào thì làm sao mà ăn được. Con kia thì buộc sang bên này luôn đi. Ôi mùa, mốt to khi là cho sẵn đi. Ờ, phải đi xem người ta làm mới được chứ. Những cái người ta làm một cái máng bò kia cả, người ta có đút vào đâu mà. Nó dẫm vào thì nó không ăn nữa. Buộc cái dây nó dài dài ra, bây giờ nó không hút nhau rồi thì không phải ấy nữa, không phải buộc xa nhau nữa. Cái đấy có bỏ ra được không nhỉ? Cái này à? Cái này không bỏ được anh. Cái này em bỏ đống nó kịch vào đây. Đống kịch vào kia. À, đấy. Bên này nếu mà bên này nó không thò đầu ra được thì để ra có chỗ nào nó thò đầu được ấy. Chưa? Để nó xa xa này nó khác thò đầu ra. Muốn là chỗ này. À, bên này thì nó không thò đầu được. Em để lên trên cái cửa ấy. Chỗ này kìa, nó muốn đây. À, để cao cao rồi nó thò đầu ra. À, chỗ đấy là chắc nó thò được rồi. Đó. À. Đây non thì trong. Ừ. Mất khi. Muốn à? Để nó thò đầu ra nó mới ăn được chứ. Không thấy người ta làm cái máng bò à?
Chắc tinh thần tinh thần không được ổn định rồi. Chắc là dạo này tâm tư nhiều hay sao đúng không? Em Po bảo là ở trên nhà ông ấy có một cái mắm bò là ông không dùng đấy nữa, thế là em Po sẽ đi lấy về, cái đấy nó dài hơn nên là hai con dê ăn nó sẽ dễ hơn. Cần gì mà mắm bò dài, cái này nó cũng được rồi, sao đây hai con nó thò ra ăn được thế này đấy. Cái này cũng khá là to. Cái này nó to rồi, không cần phải mắm bò nữa, mỗi một ngày cho một cái mắm này cơ mà thoải mái ăn rồi. Dê cũng cho ăn vừa vừa thôi. Cho ăn một đổ, một đổ ngày một ngày chỉ gọi là một cái khay này đầy là được rồi. Đổ một ít xong lại đổ vào, còn không là đổ nhiều nó lại không ăn. Đó này chắc là tư tưởng đấy, tình yêu tình báo hay sao mà không để ý đến con dê. Đúng rồi. Treo nó lên nó khỏi rơi xuống. Bùa hai cái đào này mà. Bây giờ mình có dê rồi, mình các cô các bác đã gọi là thấy mình khó khăn thì hỗ trợ cho mình một con hai con như vậy, mình phải biết cách chăm sóc để cho nó phát triển tốt chứ. Để nó ăn như thế thì nó bẩn thỉu ra, lâm ra là nó không ăn nữa, mất công đi lấy cỏ. Ủa này kìa này. Thế này. Em Po không chưa biết cách chăm sóc kiểu như là chưa có kinh nghiệm lắm. Cái kinh nghiệm hay không ấy cũng do mình thôi, không phải là ai tự nhiên có kinh nghiệm đâu, nhìn người ta mà làm chứ. Bây giờ không biết thì lên những cái nhà xung quanh, những nhà người ta nuôi dê kia cả mà hỏi ấy. Đi thấy người ta nuôi đấy mà người ta không dạy cho mình thì mình ăn cáp về mà mình nuôi. Ăn cáp kỹ bài kinh nghiệm của người ta ấy. Để mà hỏi chứ không phải tự dưng ai cũng biết cũng có đâu mà. Đấy, thò ra như thế này nó ăn nó có phải là ngon nhảy hơn không? Bây giờ nó đỡ dẫm vào, đỡ ỉa đái vào thì nó mới ăn được hết chứ. Đấy, còn cái láo rình thế này này, quỷ sứ này. Hả? Làm cái gì ấy? Con làm cái gì ấy? Thế cái góc này trước bảo làm chỗ gieo rau gieo chưa? Thôi thì rau thì có chỗ rau nữa, bỏ ta chỗ ấy. Thôi thì để rau chỗ rau nữa, bỏ ta chỗ. Có thấy cây rau nào mọc đâu? À đây đây. Bảo là gieo rồi nhưng mà do trời đây lên rồi quá. Nhưng mà khô quá không lên được, không lên được, khô hết thế này. Cái này những cái nước mà tối mà rửa chân tay cho con cái cả giờ lấy ra mà tưới vào cho tận dụng những cái tưới cái nước mình vo gạo mới rửa chân tay ấy. Cho đây là trò sâu tiên cho tỉnh cho ta thấy ông anh cho này mua dưới dưới còn tiên nào. Cái này do là trời nó khô quá anh. Trời khô quá nhỉ. Đang có người yêu à hay như nào? Hay mưa thế nào từ lúc đó vậy? Chỉ mưa và không có. Không có thì anh thấy tinh thần nó không được ổn định lắm, cứ gọi là cứ tương tư kiểu gì. Này chỉ mưa từ lúc mình chưa chẳng biết chuyện sao lần đầu sao từ lúc vậy vậy này. Nhưng mà anh hỏi thật, có người bảo là em có người yêu rồi đúng không? Có người yêu ở đâu bạn, nó khai thật đấy. Là non này là để ông một tập luôn thì ông một thằng gạo này là non là hải linh nhỉ, là thì non là hải linh mà không có không có thật đâu. Chỉ mua thì là non chứ không có thật đấy. Không có thật đấy. Bảo là cũng về được ở suốt ngày ở nhà thôi, cứ chưa được đi chợ đấy. Nhà không chưa đi tìm được người yêu, chưa được tìm người yêu. Dạo này cứ thấy thế thần thơ thơ làm thì cũng chả thấy đâu vào đâu cả. Ấy bảo một đằng này làm một nẻo, trước vào đã dặn dò thế rồi, hôm nay vào lại vẫn đi là chỗ khác là lệch lạc nó đi. Là có người yêu rồi cứ tương tư người yêu quá, bây giờ lại không biết làm. Mua là em hỏi con là thấy bố có người yêu chưa, con bảo bố có người yêu rồi. thế này thì không ổn rồi. Thế bố đưa người yêu về cô gái nào về nhà chưa? Đưa về lần nào chưa? Mua hả? Dày mà bố có người yêu. Cái này không ổn này. Này là hôm trước là anh vào đây là anh nghe nói là có cô nào ở đâu ấy, đúng không? Khai thật đi. Hả? Là có khai tiền ấy, chỉ mua tiền là chỉ mua. Chỉ mua tiền này. Chỉ mua tiền. Ấp bộ hả? Ấp bộ hả? Gì? Trẻ con không biết nói dối đâu. Hả? Hả? Gì được thật hả?
Con thì bảo bố thấy bố nói chuyện thôi. À. Mà chưa. À thế vừa đấy bác hỏi thế bố nói chuyện ở đâu? Mẹ ở lò chuyện thì nó ở thì thằng lò thế đi. Thà bố nói chuyện với cô nào ở đâu? Xuống gác thằng lò thế đi. Thà sao kia? Ê nói trên đường ấy. À nói trên đường đấy á. Thật tí à? Đó, ok để cho tên thầy à? À nghĩa là mượn điện thoại của họ sẽ là nói chuyện thôi. À. Cái này không ổn rồi. Ông này là không ổn khai, nhưng mà con khai ra rồi. Ừ. Ông này là không phải là đòi đi làm đâu, chứ ông này khả năng có cô nào ở đâu là muốn đi gặp người yêu thôi, chứ không phải đi làm đâu. Đấy. Hôm nay là anh sẽ vào đây, anh sẽ làm rõ cái vấn đề này. Nếu mà anh nói bảo thật nha, nếu mà em mà đi làm thì được, mà bảo là đi với cô nào hay là ở tận đâu mà cứ điện thoại với nhau mà bỏ nhà bỏ cửa đi mà đi theo gái là không được đâu. Là anh sẽ vào, anh sẽ bảo cô bác là sẽ lấy hai con dê này đi cho người khác chăm sóc đấy. Tại vì là con dê này nhá, con dê này là được chị Phương là hỗ trợ cho em để cho em về phát triển kinh tế, lo cho các con đấy, để cho mình chịu khó làm ăn thôi, chứ còn không không phải là lấy cho em về xong em để bỏ rơi bỏ rác, cái này nó lại không phát triển tốt là không được đâu nhá. Ừ, thì nha. Ê, giờ thì ông mua rồi thì mà để bố mua thế thì giờ ông mua thằng con gái học thì thế mà để bố mua. Này thì giờ nhớ mà lấy học thế rồi này thì giờ ông mua là mà ô chỉ chỗ này tôi cho ô chỉ ở nhà ở đây mà lấy chỉ riêng cho chị lấy cho hai đứa giờ ông mua học thì vô lại mà lấy kỹ tính là tôi cho tôi sáu tuổi chỉ để ông mua rồi thì tiền mà để thế thì. Nên là bảo là bây giờ vu ngô đấy, cái mùa vu ngô rồi em po cố gắng vu cái lốt cái ngô xong là mới đi làm, chứ không phải là đi với lại con hào. À thế là ấy nhỉ, đấy nha, đấy là em nói như thế nha, nếu mà đi làm có công an việc làm mà lo cho các con được, mà đi làm có công việc làm mà tháng có thể được vài ba triệu được thật thì cái đấy thì mình đi thì lo cho các cháu ấy thì không sao cả đấy. Nhưng mà cái mà không được, không nên là bỏ các con đi lần nữa mà đi theo người khác hay là đi theo con ai đó mà bảo là có ai thích ở đâu mà đi làm ở đâu mà cứ đâm đầu đi theo là không ổn đâu. Đấy, đi như thế là về sau ở nhà là các con là bơ vơ mới lại hỏng hết công việc này. Tại vì là bây giờ mình đã được khó khăn đã như thế này rồi, mình phải biết tu trí một chút, mình phải biết chăm lo cho các cháu một chút. Đấy, mình đã đi những mấy năm rồi mà không có cái đồng nào về đến nhà rồi ấy. Đấy, về đến nhà đã gọi là mất hết cả gia đình rồi. Bây giờ mình lại theo cái đường cũ nữa mà một lần nữa như vậy thì sẽ không ai cứu giúp nổi em nữa đâu. Đó, tại vì là có các cháu này bây giờ là các cô các bác có thương các con các cháu mình thôi. Đó, nếu mà còn một mình thân em thì chắc cũng chả ai thương mình như thế đâu. Tại vì em bây giờ còn sức khỏe, em còn trẻ, có thể là lo được nhiều thứ cho sau này, nhất là cho các con. Đó, đây này, nhéo nhóc cái này. Nếu mà mình bỏ đi thì các cháu này bây giờ lại nương tựa với ai? Bà bây giờ đã gọi là yếu rồi, chân tay yếu rồi, không giúp gì được nhiều nữa. Đó, bây giờ thì mình phải trước khi làm cái gì mình phải tính toán một chút, phải gọi là biết cân đối một chút thì mới được. Là thế này nhé. Nhiều thì mua rồi chứ, ý thì tao đó, ý cho biết cho nên cái này thứ rồi đấy, hoặc mua rồi kêu rồi chứ, nên cái họ rồng, rồi bây giờ tao như vậy, họ mày mình chưa mua gì đó, phải cho mình chơi, à, thứ thì rồi cái họ học được cái họ thì, rồi, trời, lại học, thì lại học thì lên xuống mua phải phải lại cho họ trong những cái gì, sinh học được chỉ tao như mà cho mình nhiều nhá, chơi chúng thành tu, chúng thành tu cho chơi chúng thành tu đấy. Apple cũng bảo là bây giờ công việc là Apple cũng đã trải qua một cái lần vợ bỏ như thế rồi thì
Apple cũng đã biết đến những cái khó khăn, những cái khó khỏi rồi, thì Apple bây giờ sẽ không tính đến những cái câu chuyện là có người yêu rồi là sẽ có vợ mới. Apple cũng chưa tính đến cái khâu này. Apple bảo là bây giờ thì ngô đến cái mùa mà vu rồi, Apple sẽ định tính là vu ngô xong rồi Apple sẽ đi tìm một cái công việc nào đó để làm một hai tháng, sau đó đến cái mùa bỏ phân ngô lại phân ấy, thì Apple sẽ về để bỏ phân cho ngô xong là Apple lại tính sau tiếp. Bởi vì là Apple cũng nói là bây giờ Apple cũng biết là các con với cò rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà Apple vẫn cứ ở nhà thì ngày một ngày hai các con cũng sẽ ăn và cả mình cũng sẽ ăn nữa, thì sẽ không có cái gì để cho cả nhà ăn cả. Không ai giúp thì mình đừng mãi đâu, chứ còn anh như anh gì cũng thỉnh thoảng mới vào đấy được thôi, mà cũng chỉ thỉnh thoảng các cô các bác mới giúp, hoặc là mình được cái bao gạo hoặc là ít đồ nhu yếu phẩm để mà dùng hàng ngày thôi. Cái mình lo là phải lo gọi là lâu dài. Hiện tại là mình đã có gọi là cái công ăn việc làm ở nhà rồi, có cần câu cơm rồi, gọi là hai con dê để mà làm vốn rồi. Đó, để cứ thế là mình phát triển thôi. Đó, mình phải biết chăm lo chăm sóc một chút nhá. Lo thì nên là phát ta yếu chính ta luôn. Vì họ thì là bán nhưng mà bán ít ô tô chín thì chỉ có ô tô họ dùng chứ nên chỉ cho là họ dùng cho thanh tôi chỉ còn nhìn mà uống mà dễ mà uống mà dễ tôi muốn. Ý là nên mà nó bán ô tô mà tao ăn thì mua rẻ mà dùng tao bán chỉ tao chỉ đào tốn tôi mà thằng này mà chống rồi chống rồi mà thằng này dùng cho thanh mua rồi tôi mà thằng này dùng tiếp tao rồi chỉ dùng tiếp để bảo cáo nó hỏng này. Chỉ dùng cho tao sử dụng thôi. Được rồi, đi vào nhà đó. nếu mà không bảo là bỏ nhà đi mấy đứa nào thì yên tâm rồi. Nếu mà đi làm thì có công ăn việc làm thì cái đấy thì anh cũng ủng hộ cái vấn đề đấy. Không phải là ấy đâu. Tại vì là ai cũng phải có chăm lo cho các cháu, các con mà. Ở nhà thì cũng không có cái gì để mà đồng một, đồng hai. Đó. Nên là em nhiều khi lo như vậy cũng là một cái gọi là cái tính toán của em thôi. Vâng. Nếu mà đi làm là thật sự ấy thì cũng là một cái điều rất là đáng khen. Nếu mà đi làm thật sự mà có công ăn việc làm, mà đi làm nó ổn định chắc chắn thì có ra thu nhập thì đấy là cũng một cái điều gọi là đáng khích lệ cho em, nhưng mà bảo là đi với ai hay là như thế nào đó thì cái đấy là không được. Đâu giờ vào nhà đi. Hả? Chị làm sao đây? Con đi tè. Tè á? Mấy bố con vào nhà để anh trao cái phần quà này. Chết rồi. Đấy. Cái cây này thì em cắt về em băm cùng với lại cái cây cỏ rừng cỏ núi đi. Thì nó mới ấy được nhá. Cho nên mình muốn là chua sẽ rau là trống, rau bị trống. Thế nên nấu ăn gì chưa? Mấy bố con ăn cái gì chưa? Nấy sao nó chị ạ? Em nó chảy thế ạ? Đây các cháu ấy, đang hóng đây này, không biết là đây là con nhà em gì nhỉ? Sinh thế nhỉ? Nhà em Thề. Con cái nhà em Thề đây. Với bác xem nào. Trời ơi, lại có cái bùa gì đây? Bùa bình an à? Đúng rồi. Cái này là trẻ con anh thấy hình như là ai cũng đeo cái này. Vâng, cái này bán ở chợ. Bán ở chợ á? Vâng. Nó gọi là đeo cái này gọi là bùa bình an à? Vâng. Nói chung là cái này thì đúng là do cái tâm lý thôi. Cứ thấy họ bán bảo là bùa bình an thì cũng muốn các con ấy gọi là bình an vô sự, nên là cũng mua về để cho các cháu đeo để đó có một cái phần nào đó an tâm hơn. Để đỡ phải lo nghĩ nhiều ấy. Ở đâu cũng vậy mà. Vâng. Đây nhá, hôm nay anh vào đây thì có hai cái phần quà này. Một cái phần quà là của cô Biên Trần ở nhóm thiện nguyện Beckham London nhá. Trước cô có gửi cho mình là 1 triệu đồng, nhưng mà anh cũng đã mua đi là 500 nghìn mua gạo và đồ nhu yếu phẩm rồi. Hôm nay còn 500 nghìn nữa thì anh tiếp tục mua vào đây. Gạo, thịt với lại một ít nhu yếu phẩm là có dầu ăn, mắm muối nhá. Để mấy bố con tí nữa là có bữa cơm với gia đình cơm thịt. Nó nghĩa, mua tổ phố lào à. Nhớ đồ nào bác sĩ là đồ này mua tao ít khó chia tôi bay, ít khó chú đi, ít khó rau, ít khó ngay tôi chè nóng này. Tôi ít khó mỏ trong này gì tốt nó. Nên đề chứ mua chứ nó, chè ít khó tình mỏ của bộ, chè tìm mua yếu tổng ngay này. Chè ô tổ ở đó này nói tình. Nhớ nào ú. Thì cái món quà này nhé, cái món quà này hôm nay là anh mua đã hết 500 nghìn rồi nhá. Chỉ giá 500 nghìn món quà này, hơn 1 cân thịt, gần 2 cân thịt đấy. Ngay này, ô chia. Lấy lại 1 bao gạo.
Và một cái phần quà thứ hai nữa là của cô gì nhỉ? Em xem lại cho anh xem. Đây là cô Nguyễn Thị Minh Kiều ở giữa thành phố Hồ Chí Minh à? Hồ Chí Minh. À. Đó, bây giờ thì cô Kiều. Được rồi. Đấy, cái cô Kiều là cũng cho một cái thùng quà này nhá. Còn mà quần áo hay là cái gì đó để tí nữa sẽ khui ra. Đấy, các cháu rất là hóng như thế này. Xem là tí nữa xem có ít bánh kẹo nào cho các con không. Con này thì tí mà nhà con này tí ố mà nhà con này mua được là mình kiểu nhất của là Hồ Chí Minh thì mua tàu à. Ít xa không giàu tiếp mua mình gì tông xin phải là họ mua được nên nhận gì tui. Được bắt đầu kêu. Bây giờ cắt cái gạo kia đi đã, xong là khui cái thùng quà của cô Kiều đã. Mốt thôi, khai chứ nên một chút chè. Để tí nữa nấu cơm nhá. Em chỉ mốt một món thôi. Cho đi hả. Đấy, cái bao gạo xách vào đâu thì xách đi. Cất vào con. Thế bắt xong một chút chè. Thế một chút chè. Anh nghi lắm. Anh nghi là đại ca Po này là dạo này cứ thơ thơ thẩn thẩn. Là... chỉ có tương tư là mới như thế này thôi. Vâng. Là suy nghĩ nhiều á. Không biết là suy nghĩ nhiều hay là có cái vấn đề gì về tư tưởng rồi. Đây, bây giờ khui cái phần quà này ra đi. Có nhiều à. Ố các cháu ơi. Có nhiều tôi bắt lâu à. Có ý. Nếp bỏ nhẹ tôi tú. Bố mua đi, tiền đi. Có con dao cái gì đâu. Lìa. Các cháu à. Từ từ để tí nữa bác gì khui đã nhá. Tránh ra xa nào. Chú, không thì vào người đấy. Ồ các cháu gọi là hào hứng quá. Đấy, có cái gì ở trong à? À có hai cái bình gì kia? À có hai cái bình. Ồ. Bình cổ sao? Bình cổ. Bình cổ lại ngon nhỉ. Bình cổ ngon. Tuyệt vời. Ôi cái này à. Hả? Cái đấy là đựng nước rồi. Cái này đựng nước là đựng rượu. Ôi, lúc này chú cho học chơi. cái này lúc nào em đi lấy vợ là lấy cái này đi hỏi vợ nhé. Đeo lên sườn đấy. Gọi là buộc dây vào đeo vào mặt sườn đấy. Đây đấy chặt ta. Là thái sư lúc này phải học đây. Cuối tuần này đùa em thôi. Cái này là lúc này phải học đây nhé. Cái này chay nước nóng hay là đựng nước ấm. Đựng nước ấm. Kiểu như là cái bình giữ ấm ấy. Cái này có cái bình này thì đi lên núi lên dần lên nưa rất là tiện luôn, không bị vỡ, không giống như cái chai thủy tinh ấy. Mua luôn đi, cái lô cà nhỏ thế, lô cà phí đấy cũ, lô này lô phí à, cái này dạng giống như cái phí ở trên này bà con không biết cái này, không biết cái này à, không có dùng à, đấy, cái nắp đấy đó, đừng đi là xong rồi đổ ra nắp để mà uống nhá, lô này là bao à, lô này uống nhỉ, uống nhỉ, còn không là em không biết cách sử dụng là không có nước uống đâu, cứ đổ mãi chả ra, uống nhỉ mình chỉ lò, uống nhỉ thế gì. Lần đầu tiên là thấy cái món này. Cái món này đấy. Cái đấy là đựng nước không phải mang đi đựng rượu đâu nhá. Nói gì thì đi đây chuyển đi chứ. Em gì à bảo là mang rượu đeo vào sườn đấy. Em là cứ tưởng thật gì. Nước thôi. Được rồi. Đấy, bây giờ xem nào. Có quần áo gì nhiều quá. Cái quần áo ấy. Có một lọ thuốc kia. Có cái thuốc chắc thuốc của bà ấy gì đó. Hay là thuốc cho mấy bố con không biết. Không biết là cô có cái tờ giấy dặn gì không. Nhưng mà cái đấy là chắc thuốc cảm cúm hay gì rồi. Lọ thuốc này thì ở ngoài này cũng toàn là tiếng Anh ấy, không có cái tờ hướng dẫn nên là đâm ra là mình cũng không biết cách hướng dẫn cho Apple để sử dụng như thế nào. Đâu anh xem nào, cái thuốc này thì nó toàn bằng tiếng nước ngoài, cũng chả biết là không có tiếng Việt cô bác nhé. Đó, nên là các cô các bác lần sau thì có gửi thuốc cho em Po hoặc là cho bà con ấy thì có cái công dụng gì thì các cô các bác hãy viết một cái bằng cái phụ đề tiếng Việt đấy ra ngoài là cái thuốc này dùng để làm gì, uống như nào đó thì Xuân Thiệu và em Dìa lên trên này thì mỗi lần khui quà cho bà con thì mới biết là cách dặn dò cho mọi người cô bác nhé. Đó, cũng xin được cảm ơn cô Kiều. Đó, cái thuốc này thì không có cái lời dặn nên đâm ra là cũng chả biết là dặn gia đình được như thế nào nữa. Có. Đây là một cái túi có cái đồ ở trong này có cái chai dịch là dầu gió, dầu phật linh ấy. Dầu gió đúng rồi, cái đấy là dầu gió đấy. Lúc phút này phút chua mà mô tắc hỏi nhé, phút tắc hỏi đấy tiếp là sản dưới đấy. Sản dưới mô cà đấy, có thể trả đi bên tàu ta. Phải dẫn cho em có cái sử dụng cái dầu gió. Cho ấy. Quần áo đẹp quá. Quần áo rất là đẹp luôn. Cho trò trong xe gì.
cho trong xe. Phát này mặc những cái quần áo xịn sò này vào là đẹp trai hẳn nhá. Lại có ít keo vuốt tóc mượt một mái nữa thì thôi rồi nhỉ. Cái này là sắp đến chợ tình rồi. Sắp đến chợ tình rồi. Dòng tiệt tiệt không? Dòng đó. Đó. Apple cũng rất là thích áo chán. Cái áo gió nhá. Lúc lúc này là cho vào trứ ấy. Ơ xin ha. Xin ha. Hả? À, thích quá nhỉ. Dâu à? Áo đây kiểu như dạng áo khoác khoác ấy. Áo khoác. Cái này kiểu như là áo khoác gió. Rồi, đó, rất là nhiều luôn. Cho hắn hết đi hả? Kia tao này. Đây nha cô bác, một thùng đồ rất là nhiều để là cho mấy bố con. Đấy, có một túi kia, em xách lên xem nào. Ồ, oh, túi này mới là quá, nhiều. Túi đấy mới là nhiều đây. Wow. Hắn mình đang đọc tiền. Ồ, oh, có ba cái mũ đẹp quá nhỉ. Ba cái mũ. À, đâu rồi, dình lử với lại lấy đâu về đây bác đội cái mũ cho xem nào. Ờ, mê lỗ mũ, cảm ơn đâu. Để cho ba tiền mau nào. Em về đây. Ôi dồi ôi. Đấy, cái thôi nhá. Ừ, cái này cho lão đệ. Ồ, cái này như là kiểu như là người lớn rồi nhưng mà thu nó vào thì mới được. Đó, rất đẹp luôn. Cái này cho... cho mau đệ. Đấy, à đây, vừa đấy. Đây là ta đệ chứ. À, tao đệ. Ta mau à? À ta ma. Ở đây mới là ta mau. Kia mới là ta mau. Trời ơi đẹp quá. À, ba đệ cài đi ra ngoài là cái này thì thu cái ở đằng sau gáy này vào là được mà. Vâng. À, rất là đẹp luôn. Hả? Đẹp không? Nhìn đâu? Nhìn gì nhỉ? Dâu à? Nhìn. À, độ cái mũ xong lại thấy ông già ấy. Đây, à, ta mau đây. Đó về bác xem nào lự. Ôi ôi đẹp trai quá nhỉ. À. Hơi rộng một chút thế nhưng mà không sao, cái này thu cái đằng sau vào được. Đó, còn lão nhỏ nhỏ nhất nhà đây. Nhỏ nhất nhà lại già nhất nhà nữa rồi. Thôi, tào lạ. Ở đây cũng có à, vẫn còn cái túi gì à? À cái túi gì ở trong này? À. Cái mớ luôn đấy. Quần áo gió hay cái gì đấy? Áo gió. Ờ. Cái nguyên tem nguyên mắt luôn. Ôi, nó chọt chứ. À, cái quần áo đấy đi mưa đi gió được. À, cái này khả năng là của Apple ấy. Ừ. Ồ, đúng rồi, của Apple. Cho check kiến hóa chứ. Nè, đấy, đã có gió như thế này là có cái áo gió này đi rất là tiện luôn. Rồi. Không lạnh ấy. À. Nghịch ý thôi nha, bây giờ các con có mũ đẹp này đi nghịch ý thôi nhá. Ở trên này nếu mà không có cái áo gió này đi hay bị cảm cúm rồi là sổ mũ. Ừ, mùa lạnh nhỉ. Nè, kìa mà, xí nhá. Chị ha, đấy, nó cho chết đấy. Tôi là áo mới đấy, em bỏ. À, tào lạ. À, đẹp không? Rồng à? Rồng, tao, đấy là chè. Nói rồng cao tròn luôn hả nhỉ? Cho khách nhà đóng mũ hả? Đấy, ở trong này rất là nhiều cái quần áo luôn, khả năng là đưa cho em bỏ hả nhỉ? Ừ, cứ để cả túi cho em đi. Lấy ra nhiều là tiếng nó lại không gấp vào được gọn gàng như các cô ấy. Đó. Những cái đấy nha, cái đấy thì dùng đến đâu thì lấy ra dùng đến đó nhá. Nhiều thế này đừng cho con lấy ra nghịch nhiều nhá. Nghịch nhiều là mà sẽ bẩn hết đấy. Cho nên mà đang táo thì mà chỉ thông mua được cho mình nhồi phải lấy. Ừ. À đây vẫn còn áo mới đó anh. Còn áo mới nữa. Cái này chắc là của các con đấy. Ờ. Đấy nhờ là ốp phát tiền xe cho mình nhồi đâu. Ừ. Mua được cho mình nhồi thế. Đúng rồi, quần áo của các con rồi. À, quần áo của các con. Đẹp quá. Con này. Ờ. Quần áo kiểu ngắn. À vâng. Nhanh. Dây. Đấy, cái này khả năng là vừa đứa lớn này. Ờ. Dùng qua xem nào. Mệt ha. Ồ, đẹp quá. Mỗi người là... Mỗi người một cái à? Mỗi người một cái. Cả an lử đấy. Ừ. Đấy. Hai anh em là đi ra ngoài là thành... Nè, đây. Thì xí nhỉ? Nhớ. Nhớ. Rất là thích đấy. Cháu rất là thích. Ồ, cởi cái quần ngoài ra chứ con. Cởi cái quần quần dài ra. Mẹ đã lúc khóc hình đi. Đã lúc khóc hình đi. Đây còn một cái nữa. Cái này chắc là khả năng của út đấy. Út nhưng mà khả năng hơi rộng rồi. Nhưng mà để... cái này to rồi. Cái này là út thì hơi to rồi. Cái này khéo là em bò ấy. Em bò ấy. Lúc đó chứ. Đầu trên. Quần sóc, quần sóc, quần đùi. Đôi này mới là của em bò này. Toàn quần áo đẹp thôi. Hôm nay ít tí nữa ớt gì? Có vừa không? Thế là tao hả? Ồ, anh dình kia thì vừa rồi. Lá lử này có vừa không? Hơi rộng rồi. Lá lử này dài quá nhỉ, lá lử này. Hơi dài. Trách quần.
Ồ, lòng lòng lòng. Ôi cái này chắc khả năng anh dình vào đấy, anh dình bằng vừa kia cả. Dình là mặc vừa rồi. A lử là hơi lỏng. Đó. Thôi để cái tẹo nữa lớn lên một tí là mặc là vừa nhỉ. Đấy, em lử này là vừa đây. Vừa luôn. À, rong à? Rong ạ. À? Làm sao? À, đến lại rồi, lấy múc của em rồi. Anh dình này không biết nhường em tí nào cả. Em mới cho không nhỉ? Đấy, lại cho vào trong này cho ít po thôi. Có cái thùng rất là nhiều đồ luôn. Cho này chưa toàn hai. Ủa tổ chức lo đấy tổ chức ra đấy chưa? Mới mới cho khai rong đó chứ. Mới cho nãy hao sáng rồi. Ủa tổ à ở đồng phao chảo nhé, này có lẽ phao xí đâu, rồi phao, ở đồng phao chảo, vợ chồng ở đồng phao vợ chồng này chính, ba chú đi bé cho chị tôi bé cho nhà này chứ ba chú đi nè 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 chứ ba khán giả đâu bé sợ là bé cho chị tôi nhìn na nó có thể, số sinh đi vợ chồng này đi, có thể nè chứ ba cha cho ba bé gà bé cho nhà này. Chắc giờ bé cho tớ nên nó mà bác khán giả trẻ có thể xuất sinh này nhá. Em Po cũng rất là cảm ơn đến cô Bia Trần ở Bê Lô Đôn và cô Kiều ở giữa Hồ Chí Minh. Hôm nay có cái hai cái phần quà rất là lớn cho gia đình mấy bố con của nhà em Po. Nên là em Po cũng rất là cảm ơn hai cô. Đây nha cô bác, rất là vui khi trao được những cái tình cảm của các cô các bác cho gia đình. Cũng xin được cảm ơn cô bên Trần ở nhóm bên thiện nguyện Beckham London đã có cái phần quà rất ý nghĩa dành tặng cho bố con em Po vào cái thời điểm đói ăn hiện tại của bác nhé. Và có cô Kiều ở trong thành phố Hồ Chí Minh nữa, có những cái quần áo rồi những cái đồ rất là đẹp để trao dành tặng cho bố con em Po, để cho mấy bố con tới này có những cái bộ cái quần cái áo mà dùng của bác nhé. Đó, rất là đẹp, cũng xin được trân trọng cảm ơn đến hai cô rất là nhiều và chúc hai cô thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nữa. Đó. Đấy, để con vào đi. Mua cho chị. Mua cho chị kia ngà một cho chị. Thế làm sao em dình với em lửa này làm sao? Đấy lại cất của em đi rồi. Cho em đi xem nào. Phải biết nhường em chứ. Quần rất là đẹp. Mấy cái quần chứ nhưng mà các cháu này còn bé hơn ấy, nên là chưa vừa mấy. Đó. Cho con vào nhá. Đấy, không được bày biện ra. Đó, cái nhà cái gọi là buồng ngủ như là buồng cô dâu thế này. Do là cái giường nó ở gần cái bếp của bác ạ, nên là phải căng một cái bạt ra như vậy để mỗi lần đun nấu cái bụi với lại cái mồ hóng khỏi bay vào giường. Đây này. Đấy, nhưng nó bám gọi là bẩn đầy hết rồi. Do là bà con ở trên này cái mùa đông lạnh giá ấy, thường thường bà con rất hay có cái bếp ở trong nhà như thế này để mà sưởi ấm. Đấy, cũng không phải là bà con tự dưng là cho vào trong nhà thế này đâu. Đó, bà con là đến mùa đông ra rét ở trên này rất là rét luôn để mà sưởi ấm ở trong nhà mùa đông. Ngang thêm một này. Có thế là gì ta? Ta gì ta? Cái thùng này bị tua ấy. À bị bục rồi. Bục ra. Đấy, để con vào nhá. Cho trong ấy. Thả lạ. Con này thì buồn mấy bố con thoải mái là đồ dùng rồi. Tao cứ vớt lắm mà, nó cho chiếc một. Đấy trợ thành thì sẽ diện như cái bộ mà vớt đi. Xếp ra gì ta? Hai hả? Thế vun ngô sắp xong chưa? Thôi cười ta nói. Chuẩn ăn à? Vẫn chưa hết anh ạ, còn vừa mới một nửa thôi. Một nửa á? Và là một mình làm nên là rất là chậm. Thảo tí hết rồi, khởi phóng lại mà cổ lòng thì vô ít lúc kéo vô tôi vô con ý. Thế mà một thảo mà một khởi phóng lại. Apple bảo là... Apple bảo là sắp đấy trợ tình ấy, thì anh đi
anh đi xin một ít kem vuốt cho em, có vuốt cái này để đi chợ tình nhé. Nghĩa là đi xin kem vuốt thôi. Xin kem vuốt. Vuốt để làm gì? À, để đi kiếm người yêu à? Thế anh gì có không? À, không, anh không, gì không? Có không? Không có. Vâng. Tưởng là gì có thì cho em pom một ít. Em cái kem vuốt có mà cái nhựa cay ấy. Cái nhựa cay chả được, cứ vuốt vào nhìn nó bóng bóng một tí là được. À, gì? Hoặc là anh xuống chợ dắt ngựa một mình à? Vâng. A ba. Ba đi xuống đây đi hái rau à? Đi tay. Ô. Ao để rau. Ba đi hái rau cho em po ư? Ao để rau thì nữa. À. Thế thì lấy vào đây để tin nó nấu cơm luôn. Ngon là chỉ chịu một lắm. Bà ơi vào đây để tin nó nấu cơm cùng mấy đi em po mới lại. Ô bà làm sao đấy à? Chào ơi, chào ơi. Ô. Chú rắm bùa, ô chà. Chú rắm bùa. Trời ơi. Bà đây. Lại chảy máu à? Chảy bê thế. Thế thì bị làm sao như này bà? Bà bảo là ban cái rau lợn đấy. Ban cái rau lợn nên là bà chắc là mắt kém ấy, với lại tay không được chắc cho lắm nên là ban vào tay. Đấy, ban vào tay à? Trời ơi bà khổ quá. Như thế thì để ông làm hoặc là bảo em bao làm hộ cho mà được mà. Cho nên chính mà ngay. Ở đấy. Bà khổ thân quá. Quá bà còn là gọi là đi lấy từ rau về cho em bao. Đi nhặt rau về. Thôi vào nhà đã bà. Thế bà ăn cơm chưa? Ờ bà tao nó mồi. Bà cũng bảo là chưa ăn cơm đấy. Chưa ăn cơm à? Thế thì để nấu cơm đi. Nấu cơm ở đây bảo cho bà ăn cơm luôn đi. Có thịt chưa lấy về làm đi em ơi. Nhắn đi mà. Ý chó à. À đây nha cô bác thì sáng nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng cái phần quà của cô bên Trần ở bên London ấy cũng có cả thịt nữa. Ờ, hiện tại bà cũng chưa ăn cơm ấy, em Po cũng chưa ăn cơm ấy nên là sẽ có một bữa cơm với gia đình và các cháu và bà cô bác nhá. Đó thì gọi là bữa cơm đầm ấm gia đình. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ gọi là nồi lửa lên để mà nấu cơm bữa cơm thôi. Đấy. Bà ngồi ở đây xong để chơi với chúng con xong tí nữa hai anh em nấu cơm để ăn cơm ở đây nhá. Ô mò với mình chín nó mò. Nhớ mà u chưa nhớ đến thằng mà. Nhớ đến thằng mà u sẽ trong một trái khơi ráo cho nấu lò nữa năm mò. Tí cho mình nhủ một sao chơi về là nhớ. Sau cái rồi là cho nên nó ta rồi nó này bé cho sao một ta hú rồi chỗ tí tử nhớ này cho nó cho mình giao cho mình như hồi đó như khi mà sao phơi đấy cho chị em một chỗ phô u này đấy liền lát mình nhớ sao cái lá tiền nhớ chị thì chị sợ u như tao cám mình sao sẽ bà bảo là bà sẽ các cháu chạy lên nhà thôi, các cháu rất là nghỉ nên là bà sẽ đi trông các cháu, sợ là sẽ làm những cái bát đũa bị vỡ ấy. Và đi trông các cháu còn có một số cháu còn nhỏ nên là sợ bị ngã. Thế ông về chưa bà? Dạ, đâu giờ chị lo chứ ta? Chị lo, nhưng mà giúp chồng thôi. À, mua thế à? Để đi giúp ông đi giúp bà cô hàng xóm là vung ngô rồi nên là mỗi mình bà nhà thôi. Vâng, phải hết ngày thì ông mới về được. Thế thì nhắn đi mà mua chín chịu. Vâng, thế thì bà cứ lên nhà xong rồi trông nữa bà xuống ăn cơm nhá. Cứ bảo là bà về sau là tính đến mình nó cơm chí thì sẽ gọi bà xuống ăn cơm. Vâng, ôi ô, khổ cho bà quá. Mà mấy? Tay đau cứ phải lọ mọ. Thôi thì mấy anh em, hai anh em đâu nổi lửa nấu cơm. Đằng nào cũng đói rồi. Cho cả bà luôn, mấy các cháu luôn. Mà cái u ở trên đó. Đấy, thanh niên Po, bây giờ gọi thanh niên thôi, không gọi là như nào nữa. Em sẽ nhà rau để Po nhóc bếp. Đây nha cô bác, bây giờ thì mấy anh em sẽ có bữa cơm gia đình đầm ấm tại nhà em Po để cùng bà với lại các cháu nữa sẽ dùng bữa gọi là bữa cơm thịt ở đây cô bác nhé. Đó nên là cái thời lượng nó rất là dài, có lẽ cái nội dung này Xuân Thiệu cũng xin tạm dừng ở đây thôi và sẽ ghi hình chia sẻ ở những video sau cô bác nhé. Mong các cô các bác là sẽ cùng quan tâm và theo dõi.